Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc chảo chiên tiện dụng. Thì cái này là sản phẩm của dành cho thị trường Nhật. Xem. Thì đây là một chiếc nồi chiên với cấu tạo rất đơn giản, có khả năng chống dính và sản xuất tại Nhật Bản, cho thị trường Nhật Bản là Made in Japan ở đây. Và chúng ta thấy đi kèm có cái giá để các bạn để thức ăn sau khi chiên, để cho mỡ chảy xuống sau khi chiên, rất là tiện. Ở đây cũng có một cái mỏ để các bạn đổ dầu mỡ ra. Thì đây là chiếc nồi chiên tiện dụng sản xuất tại Nhật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.